Thưa quý vị, thực hiện phong trào thi đua do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, các cấp hội đã tổ chức nhiều phong trào, nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo hội viên tham gia, đặc biệt là phong trào khởi nghiệp, các tổ nhóm làm kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Với nghề làm mắm truyền thống, trong nhiều năm qua, tổ sản xuất của chị Nguyễn Thị Ánh, chi hội trưởng phụ nữ Xuân Dương 1, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, không chỉ đem lại việc làm và thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn, mà còn góp phần gìn giữ nghề làm mắm truyền thống của địa phương. Thành lập các cái tổ nhóm về làm nước mắm Nam Ô, và chị Nguyễn Thị Ánh là một trong những chi hội trưởng rất là tiêu biểu trong việc là thực hiện các cái phong trào về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần tăng thu nhập, giúp cho chị em có cái cuộc sống ổn định hơn. Còn đây là tổ may gia công lót giày quế tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Mô hình này được hình thành từ ý tưởng của chị Dương Thị Liên Hoa, chi hội trưởng phụ nữ 13, phường Hòa An, với mong muốn đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho các chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Đa số ở khu vực này là giải tỏa chị em mới về và một số chị em rất là khó khăn. Cho nên với mình cũng thấy là mình nhận thấy rằng mình tham gia cái phong trào này thì trước tiên là cái tiên phong của mình đi trước, là cố gắng tạo điều kiện gần gũi với chị em nhiều hơn, là tạo được công ăn việc làm, giúp đỡ chị em nhiều hơn. Nói chung là cũng nhờ chị Liên Hội Phụ trưởng ở đây đã giúp đỡ cho tụi em rất là nhiều, có khoảng có vì còn phụ nữ cũng còn khó khăn, rất nhiều mỏng mặt để tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ chúng em ở đây. Các mô hình khởi nghiệp của phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố thời gian qua luôn được các cấp hội phụ nữ quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời, từ các khâu vay vốn đến phát triển kinh tế, hướng dẫn chị em sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi, đến tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của hội viên phụ nữ. Qua đó khơi dậy tinh thần của các cấp hội phụ nữ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của hội viên phụ nữ và tạo cơ hội tốt nhất để các hội viên phụ nữ vươn lên, phát triển kinh tế gia đình.